tay máy cho son của ở là bên kia là cái gì đây? Bên kia là Egypt cho son mát và vòng bên kia là Egypt cho son mát, bên mình là IA cho son Kavarek, vòng 7 chém một cung. Một cung viết đó là cung của Yugi, bên mình là tứ với chém, nhưng mà trong đó thì có Yamato của anh Tiểu Gap. Còn lại thì là cá chó gà đến từ Gunny vô thường và Tom. Bên kia thì là có Egypt cho son Maxi Pơ. Bên họ để hồi chút khi mà có Pơ và có một cung giờ Egypt. Cũng biết nói nhanh các bạn có nghe thấy rõ không? Và đây chúng ta sẽ đến với mảnh máy của ông cho son. Ông cho son này còn chưa thích quá nữa này. Dè dèo. Willow. Thôi. Thôi khả năng trận mới. Tiểu Bạch Long. Ở thế đây lại đỡ. Ở thế vậy lại đỡ. Ở thế đẹp mát quá. Ở thế kia đẹp mát. Ông mát quá. Vâng, quân số hơn và khả năng là đít. Vâng, đít thôi thì ok. Vâng, đít thôi thì đánh lại. Vâng, đánh lại, đánh lại. Vâng, mát quá. Vâng, mát quá. Ôi giời ơi, quả táo tàu tức là game thủ game thủ gì nhỉ? Quả táo tàu là ông Phương Tú đúng không? Và ông Phương Tú bị đít. Thôi tên này mát quá. Và quần cá chó gà. Khó vô cùng. Mà thêm may đấy. Mực may đấy, khả năng đây là dấu hiệu chiến thắng rồi. Dấu hiệu chiến thắng dành cho team Thái Bình. Vâng, trận đấu này sẽ chọn quân lại thôi. Trận đấu này sẽ chọn quân lại. À không, 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 chọn ra đồng. Bởi vì quân bên phía của Sky là đẹp hơn, mà quân Thái Bình thì xấu hơn. Và bên nào đít thì bên kia còn lại, vòng bên còn lại thì có quyền chọn anh quân hay là random. Và chắc là Thái Bình chưa chọn random rồi, chả bao giờ mà chọn ấy cả. Phân tích ông nóng vào mạng nào đây? Và cung chém sẽ tính theo trận đánh lại, mọi người hãy nhớ kỹ cái điều này. Vâng, tôi vẫn xem máy vô thường thôi, bây giờ cứ xem máy vô thường thì ông vừa ông xoa quân. Vâng, vừa rồi thì rất nhiều tên nó về chế về cung. Mà tự dưng cái tên rồi nó về chém mà lại bị đít. Vâng, đáng lòng tên này về cung thì mới nhiều thanh niên ra đảo này. Một tên này nhiều, nó về cung thì nhiều thanh niên ra đảo tên này luôn. Vâng, trận này thì vẫn tính cung chém như bình thường. Vòng bàn thì vẫn giữ nguyên và tính cung chém như bình thường. Mời anh nhớ kỹ điều này. Vâng, tôm không soi tham đâu. Vâng, tôm toàn hỏi Gunny với cả hỏi vô thường thôi. Thế là mình sẽ để máy vô thường này, vô thường để soi quân. Yes, 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 yes. Yes. Vâng, Roman. Vâng, Roman. Bên kia sẽ là Roman. Ơi, xịu rồi, lắm cùng lắm. Vâng, đề nghị có núi chụp quân. Quân à. Vâng, như vậy là nhiều cung lắm. À không, như vậy là Xuân Hòa trong tên này. Vâng, bên họ có một hit, một AC, một Egypt và một IA. Coi như là một xem Roan, một Pearl, một Katha. Bên họ đéo hơn một chút. Bên họ tứ tuyển của mình. Mỗi có ông Katha là không phải tuyển thôi. Cung chém điện hòa cho thế nào. Bên họ là ba cung một chém, với mình là ba chém một cung. Khá ổn có ông Tiểu Long cầm xem. Và chúng ta cùng đến với mảnh máy gồm em thủ cầm xem ở trong trận tướng này. Vâng, Xuân Hòa, Hòa. Đây, và đến với máy của Gunny. Gunny là người cầm Pơ. Bắt đầu lòi con hiệu này về. Đây là 6 con hiệu. Vâng, trận hiệu này Pơ sẽ là người duy nhất cầm chiến biển cho các bản đồ này. Vâng, đột biến đi cho tôi xem. Vâng, rất may là Gunny là người cầm Pơ. Ông vô thường cầm thì thôi thì đắng lòng lắm. Vâng, đây tiểu lòng người cầm Sen. Pơ Sen Kata. Và cùng là Roman. Vâng, quân mình cũng được, không phải là xấu. Nhưng bên họ thì nói chung là tuyển hơn rất là nhiều.
Và thôi mình sẽ tạo một cái bàn cho các bạn chơi. Bàn trận sau C3 trận 5 trận mình nghĩ Sky sẽ thắng thôi. Và nó sẽ là, và mình sẽ chọn là cung đi. Vui chơi. Rồi, đã có bàn và anh em welcome. Và chúng ta sẽ trở lại với trận đấu này. Ok, xong mày quân đi. Và mình sẽ bảo một chút. Đây là vô thường bằng nhà xem như thế nào. Vườn nhà vườn này toàn gỗ vậy ta. Bằng đây là một bầy hiệu. Một tí hôm qua quay lại vô thường. Đây là tôm. Tôm người gầm ca tha. Vâng, quân duy nhất không phải tuyển trong cái map này. Mà vấn đề bây giờ nhà ca tha đang khá ổn. Vâng, hai vô một hiệu. Một quả. Hai vô một hiệu một quả đó ổn rồi. Đến với anh máy của tiểu bạch gốc. Xem, vâng đánh bài tàu. À không phải đánh bài tàu. Không phải đánh bài tàu, anh vẫn đánh bình thường thôi. Còn bài này anh sẽ là người đánh cung duy nhất. Nhưng mà cái bài anh ấy xấu thế ha giời. Và chúng ta sẽ đến với Guni. Guni cân đội, ôi giời. Thế sao lại, sao là con dân chết ở đây? Ơ, thế như vậy là hiêu cắn chết dân à? Ơ, thế là hiêu cắn chết dân này. Một chuyện hai dân rồi. Vâng, như vậy là hai dân rồi. Vâng, tôi xem là bị hiêu cắn chết dân. Vâng, thực sự ảo trong trận đấu này. Đắng mề. Vâng, như vậy là một pha mà hai like. Vâng, không soi cái pha đấy nhỉ. Soi pha đấy làm quả hai like cho vui. Ây à, chém tuyển pơ duy nhất. Sau đó thì bị chết hai dân. Thôi cố lên. Có đi anh ơi, dân có hỏi rồi, từ hai dân rồi đấy. Hai dân rồi đấy. Có tị. Một bài mà Pơ đang từ siêu đẹp thì thành bình thường. Pơ đang từ hai vòng một hiệu một quả thành hai bộ. Pơ từ hai vòng một hiệu một quả thành yếu. Không yếu như bình thường, không khỏe tí nào. Hai dân và kích ở đầu 7 không quá sớm. Còn mấy quả phụ này nhưng mà chả đềm gì cả. Vâng, hiện tại thì cần đấy thôi. Không phải là không yếu. Không yếu đâu. Bình thường thôi. Còn có quả mà vẫn còn lực. Để đánh gió con voi thì mới khỏe. Úi dồi ôi, đặt kia BG nữa. Nói chung là các thằng thủ top 1 thì đánh cũng có lúc có lỗi và không bao giờ có thể chuẩn chỉ 100% được. Đấy, cái ông xẻ đấy, ông lỗi ở mầm ra đấy, các bạn mọi người không để ý thôi. Chứ là ai mà chẳng có lỗi. Nói chung là không để trách được bất kỳ game thủ nào. Thôi, cùng cố gắng thôi và cùng ủng hộ cho Thái Bình. BL và BM sẽ ở đâu? Vâng, bên kia thì ôi giời, bên mình màu 5, vòng màu 5 và màu 7 lên đời. Bên kia thì có mỗi màu ấy thôi, mỗi màu meo meo thôi. Đây rồi, kích sớm ấy chứ. Bằng lực thì vẫn đang rất đều về. Kích, như vậy là 10-17. Gani kích đời với 22 dân Persian. Và lực thì vẫn còn nhiều khi mà có tới 2 bá quả phụ. Nâng cấp công. Chạy con giò đầu tiên đi. Và có giáp không? Có giáp đợt này không? Vâng, có giáp đợt công giáp đủ đến người con giò của Gani. Vâng, thí sinh đầu cánh là nhà nào? Vâng, gần đi, gần càng thích. Vâng, gần vào đấy rồi, gặp nhà M4 là người cầm Yamato. Phải không nhỉ? Vâng, con giò chọc thẳng nhà chính. Rất giống hack map. Vâng, gặp con giò hố luôn. Thế như vậy là muốn lên sớm mới chứ. Vâng, có voi này. Mà họ có công thôi. Đây làm con dân đó. Vâng, cứ chia trên lẻ nó mà đánh. Còn đợt trước hồi xử thì thấy bảo là Trung Quốc thì như là cái bánh bao. Nó không phải như là một miếng bánh. Sau đó các nước bắt đầu sâu xé hoặc chia nhỏ ra mà diệt. Bây giờ thì Gani cũng đang làm cái tình huống đấy với cả đối thủ 14. Vâng, chết hết dân rồi, con giò khỏe thế nhở. Lực không còn quá nhiều dành cho Gani. Vâng, vào đây. Chưa thấy dân hoa của này đâu. Vâng, he lên. Vâng, quả táo tàu. Quả táo tàu quả gì nhỉ? Chưa bao giờ.
không biết có phải quả hay ăn trong gà hầm không. Đây rồi, ôi trời ơi, ơi bất hảo, ui giời, không. Mà có con giò thôi, tươi này con lạc đà mà lọt vào nhà thì nó mới tươi này. Vâng, khả năng là he đã giò ra cái bãi này rồi, tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là he đã giò ra cái bãi quả của game thủ Gunny rồi, nhưng mà vấn đề là he chưa vào thôi. He chờ lạc đà lên xong he mới vào, mà khôn lắm. Một lạc đà xem đến mùa nào mới lổ hả anh Gunny. Ôi, quay lại, đấy tôi biết ngay mà, các bạn thấy không? Vâng, kinh nghiệm từng làm top 1 cho tôi biết cái điều này. Tôi biết ngay là kiểu gì cũng dò rồi, nhưng mà đứng dò ấy thôi. Sau đó thì lạc chém lên thì chém vào con ấy. Chém vào sân, còn người dò chém vào phù. Biết ngay mà. Bây giờ ông này quay về, thế nên là không chiếm lợi thế trước game thủ cầm Yamato. Đèn quá, còn pơ yếu rồi. Mày khác đi. Đi Tiểu Long, bằng Tiểu Long đầu cánh đến cung và đang đẩy cung. Nó đang kết hợp với màu 6, màu A người dưng lờ. Bằng gặp màu 2 ở đầu cánh, 2 là người cờ vòng meo meo. Meo meo không phải là game thủ đánh cung quá hay nên là không lo lắm. Nó đẩy thật đẩy. Bằng đẩy thẳng vào nhà nó, đẩy thôi, trận này đánh kiểu đẩy. Trận này đánh thủ thua chắc luôn khi mà nhà của Tiểu Long cực xấu vẫn bị vậy đến từ màu A. He xa bờ. Hơi tàu huyền tù à? Tàu huyền tù à? Đúng không? Còn bây giờ thì bị màu A công vào nhà và màu 6 của tôm là cần phải quay về cứu. Còn bây giờ màu 2 vẫn đang chắc nhà ra đều con của mình. Đến với Gunny. Gunny vọng bị màu 1 đẩy. Khó thế nhỉ? Đây là tôm. Cái gì đây? À như vậy là tôm đánh chắc nhà. Vâng, tôm đánh chắc nhà, vâng, tưởng chừng như tôm dưng lờ mà tham này thì bịp quá. Vâng, tôm tham 46 trên 64, ngày hôm nay tôm thiếu cực khỏe nhưng mà đồng đội có vẻ hơi yếu. Đây rồi. Rồi. Bây giờ vẽ ruộng. Bây giờ thì ốp vào nhà 2 nhưng mà liệu ốp không khi mà tôi thấy nhà 2 đang rất nhiều vòng cùng à. Rồi. Vâng, đẩy thêm lạc đà lên mới ốp được. Tên này phải thật đông lạc đà mới ốp được, tôi nghĩ là bằng này thì chưa ốp được đâu. Vâng, đẩy thêm tên này ở nhà lên mới ốp được này. Rồi, đục em vào, đục em vào. Vào luôn vào cửa nhá. Vâng, đây rồi, có cả game thủ Gunny Hoàng Phi Thưởng ở đây. Ôi, vào nhà. Có thể mèo chạy dân rồi à? Hình như mèo chạy dân rồi sao? Vâng, không thấy dân mèo đây rồi, vẫn mèo chạy dân rồi. Vâng, chạy dân cực nhanh các bạn thấy. Mèo này. Chạy dân nhanh thế nhỉ. Rồi, ra bãi vàng nữa. Vâng, bài tôm đang rất khỏe các bạn thấy, 2L sóc vắt đều đường cuối. Rồi đúng rồi, đặt nhà chủ để ăn được bãi vàng tiếp theo. Và không sợ đâu, Mi đâu, nhà mình gần nhà Tiểu Long mà sợ gì. Tại Tiểu Long có cung gờ, Tiểu Long chỉ ở đây chỉ cần ra cung thôi. Tí nữa người lên 4 sẽ là tôm chứ không phải là Tiểu Long. Vâng, đang cực đông con lạc đà. Vâng, nếu tôi chim lợn tôi sẽ bảo anh bo cái dàn e ở đây luôn. Vâng, nhà anh có mỗi dãy e đấy, bo đơn giản không. Tôi đặt ngoài thì còn vẽ ruộng, đặt ngoài. Không, anh quyết định đặt trong. Sao và chúng ta đến với hai máy đối thủ cuối cùng vô thường. Vô thường trận này tươi này, vô thường chém vào nhà dưng lờ, đó chính là nhà của mẫu A. Mình nhà anh đang bị uốn công mà, khi mà Gunny đã chết rồi. Vòng 1, nhưng mà hit chắc chắn là sẽ lên 4 sau game thủ mẫu 6. Bởi vì mẫu 6 là người đang đào vàng và đang có xu hướng lên 4 sớm hơn. Cái việc là chủ động lên 4 với cái việc mà ở nhà bắt đầu phát triển sau đó lên 4 thì nó khác nhau hoàn toàn. Và tôi nghĩ là tôm sẽ người lên 4 sớm hơn. Nghĩ là như vậy thôi, còn kết quả như nào thì chúng ta hãy cùng phải chờ xem. Mùa 1 là người ở đầu cánh. Vì nhà đang rất kín. Yuhi người cầm mùa 1. Vậy 4 nhà đều phát hiện rồi, chúng ta đến với nhà to nhất, nhà của Tom. Đây là Tom đang quay về thủ. Nhà anh đang khá đồng ruộng ấy chứ. Với kích 4 chưa? Kích 4 chưa mà sao đang điên cuồng vâng. Ấy vậy chưa, vẫn đang sóc dân. Vẫn đang sóc lạc đà thôi, sóc vừa lạc đà thôi. Ồ chắc không đẩy đông đâu. Tôi nghĩ lên sóc vừa lạc đà thôi. Không quay về thủ à? Cũng được. Vẫn đang sóc dân. Với kích 4 chưa nhỉ? Không sóc lạc đà nữa, lưng cấp bản đồ. Còn vẽ thêm ruộng thì anh vẽ hơi ít ruộng hơn này. Cẩn thận bị đâm đi.
cẩn thận với Tommy. Thế như là chưa kích à, không, như là kích rồi. Kích rồi, vòng bài khỏe vô cùng tốt ta ơi. Rồi tôi bảo kiểu gì Tom là người bốn trước không mà một quả của tên không. Và đúng rồi, bóng sẽ rất là chuẩn. Vâng, bắt đầu xe CBA trong nhà. Vâng, một người 59 dân tham mình đang đè. Nhưng mà bên kia, và bên mình đang có xuống lên 4 trước. Không biết Yui lên 4 nhỉ. Vâng, Yui đánh quá lắm. Vâng, kiểu gì bên bạn cũng biết là vâng, ốp rồi. Vâng, ốp, vâng, đã lên 4 xong. Vâng, tôi nghĩ tên này phải ốp nhà 4 trước. So lấy tiền đề ốp vào nhà 1. Hoặc có thể ốp luôn nhà 1 được. Nhưng nhà 1 thì đẹp lắm. Không phải nhiều, có nhiều cung cơ. Vâng, thanh niên nào xui dài bảo lên voi thần đây. Vâng, chờ lên voi thần thì chắc bên bạn lên hết 4 rồi. Vâng, xe tiếp đây à. Đang thủ nhà thôi. Vâng, có y. Nhưng mà xin lỗi là mình đã có hot. Đang bị mất tay với những con lạc đà của anh thủ mùa 3 quá. À, con y của anh thủ mùa 3. Không phải xoay lên 4 mà anh vẫn đang loay hoay với những con y của ông ba này thì đỡ thắng làm sao được. Còn thế chả lẽ lại nuôi tiểu long lên 4 à. Còn tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể để chết mùa 1 được mà. Như vậy là mùa 1 khả năng cũng đã lên 4 ngay sau đây rồi. Khả năng mùa 1 cũng đã lên 4 ngay sau đây. Và các bạn biết rồi, hot thần hitty. Và cái hàng thương hiệu bao giờ nóng hơn cái hàng fake. Ông hè đồng hồ khó chịu quá rồi, cẩn thận F3 đấy. Vâng, kín rồi. Ui dồi ôi. Ồ không nhỉ, mùa 1 chuyên 4 đâu, ốp đi. Thôi ốp đi, mà không ốp nó tần hit lên đỡ sao. Ốp thôi, vâng đồng hồ đâu, ốp thôi. Vừa ốp vừa bơm cho tiểu long lên 4. Chưa lên đảo bằng 2. Vâng, khó lắm, họ là hit tì. Chưa biết đâu một lần. Vâng, nhưng mà tiểu long bay này này. Tiểu long bay thì sẽ đưa về cái thế mà Katha cân hit tì. Và Katha thì lợi thế duy nhất đó chính là có hot sớm mong bên kia cũng lên sang 4 rồi. Khó, khó lắm. Thôi thua rồi. Tôi đảm bảo các bạn là thua. Và chúng ta sẽ đến với trận chung kết. Không ra ngoài ăn vàng. Và lên được 4 thì không ăn vàng đánh cái gì. Đặt thêm nhà chủ ăn bãi vàng khác đi. Tôi bảo tên này ốp luôn thì có mấy người có cửa. Không ốp thì không có tí cửa luôn. Mà đúng rồi, các bạn đang có suy nghĩ giống mình đấy. Mà không ốp thì thua chắc. Mình cũng nghĩ như vậy. Mà he thì có một tên dummy. Mà tên dummy đấy chỉ gọi là câu giờ cho Yugi lên 4 thôi. Không phải tên dummy chết. Chắc chắn là không thể làm dummy chết được quân đội 4 được. Nhưng mà vấn đề úi giời, mình bảo bây giờ bắn cung rồi còn chưa bắn được cơ. Chứ đừng nói mà bắn hot hitty đã gần như mắc công nghệ của đời 3, đời 4. Nhưng mà không hot thần. Không có thần là do không có lớp 6. Thì có lớp 6 có thần.
Vâng mày đúng rồi, resize. Vâng, rất khó có cửa. Và lên 4 sớm hơn rất nhiều, các bạn nhìn thấy. Lên 4 sớm hơn. Ông này lên 4 phút thứ 24, ông kia lên 4 phút 31, là 7 phút trong game mà không đi ốp. Thì thua là không phải là một việc gì đó nó quá là bất ngờ. Hai đều chúng ta đến với trận chung kết ở trong C đấu thứ 3 này.